Hai các bạn, bữa nay hôm nay mình đưa xã đi chùa Bát Nhã, coi chùa Bát Nhã ở Garden Row này, ở Lido Sài Gòn này xem như thế nào. Giờ mình bắt đầu đi ha. Đi với hai đứa con Mỹ với Minh. Giờ mình xuống xuống bonsa xong rẽ trái. Lần đầu tiên mình đi các bạn ơi, không có biết đường, đi nhờ chị Google chỉ đường thôi. You gotta be bringing lunch to follow Anita, and Aretha brings the whole menu. Aretha's version of the Jimmy McHugh Dorothy Fields classic, exactly like you, is next. Tắt tiếng Anh đi, để tiếng Anh mình ta. Có nhạc nền, có nhạc nó hay. Nói chuyện bình thường mà cũng nghe được, nhưng có nhạc đó thì nó hay hơn. Cái đó đi, sao mình chùa đó sao? Sao không biết mà đi 10 phút á. Vậy hả? Ừ. Thấy bảo đi 10 phút. Rồi công viên nè, mẹ tụi con công viên đó, mẹ nói để mà chèo ra công viên này nè, gần nhà. Đường này qua nhà cậu Bảy nè, phải không anh? Không, đằng sau lưng. Giờ này 6 giờ. Gần 7 giờ chứ 6 giờ. Gần 7 giờ mà giống như 5 giờ chiều của mình ba. 7 giờ mà nắng, nắng ghê. Ở bên đây trời, anh biết nắng rồi trời. Từ 3 giờ tới đổ lên á. Ồ, nắng nóng ghê luôn. Giờ bên đây nói thấp dữ lắm. Nói thấp 7 giờ trả xuống 5 giờ là vừa. Hết đi xe đạp rồi mấy bạn. Hai chồng đi xe. Đi xe hơi rồi, hết đi xe đạp rồi. Giọt luôn mà không kịp đèn. Ủa anh, cái tờ giấy số anh dò chưa vậy? Chưa dò. Ờ để nửa tối này về lấy ra dò. Bữa thứ ba sổ. Ừ. Mấy cho chúng 200 mấy triệu đô sao biết. Lúc nó mua cái nhà liền. Bẻ trái là qua bên xa nha các bạn, đại lộ bên xa nè. Đây dự kiến họ sẽ lấy cái đại lộ này là lấy tên là dự kiến là họ đang xin là đại lộ Trần Đạo đó. Ghê. Ừ. Ở chỗ đằng kia nó có cái đường Sài Gòn rồi, đường lấy tên đường Sài Gòn kế bên cái chợ Á Đông nè. Thank you.
Đó đường Sài Gòn nè. Đường Sài Gòn là đường ngang rồi nè. Bên đây là bên trái là cái chợ Á Đông. Đi thẳng nhưng mà chị Google kêu rẽ trái. Chị Google này rẽ đường như taxi vậy trời, đi đường vòng không à. Người ta đi thẳng này là tới nơi. Anh hãy xét xe anh, ủa ấy xe. Tao có nói không? Không, đăng kiểm hết trơn, ok hết, bát hết rồi. Anh có định kiếm người xem xe lại không? Có chưa? Cháu qua rước gì bé đi qua. Ngày mai thứ sáu ba rảnh ba nghỉ đó, ba mới điện ngày nãy ba điện lại nữa, hôm qua ba điện bữa nay ba điện nữa đó. Nó nói mai ba đi mua chợ, ba đi mua bánh hỏi vịt quay vậy mà. Dạ bánh hỏi vịt quay nè. Qua cúng bà ngoại đó. Ngày mai anh gọi bánh rước hả? Ừ. Mai vô đem mấy xe vô hãng cho nó check lại những cái xong rồi chở qua rước gì bé qua chưa? Anh cứ chạy lên nhà cậu bảy vậy. Qua rồi, qua cầu 7 rồi. Cầu 7 có nói gì không? Không. Qua cầu 7 để cầu 7 cho lấy cái chai nước làm mát máy ông chăm thêm cho mình. Chăm thêm cái xe này cho nó đủ. Ý là cầu 7 nó có nói là vụ xe ngon không? Là ông có khen không? Không, ông không có nói gì hết. Ông đang coi phim.
biết đâu. Xa xa là núi. Đi trên núi lên đó, chạy lên đó là cũng mất cả trăm cây đó. Ghê vậy hả? Cái gì mà cái núi của Lord đó. Bữa mình đi mua xe đó. Tới chùa Bát Nhã đó bên trái rồi phải. Ở đây mỗi đi chút xíu rồi có chợ, chút xíu có chợ anh ha. Chợ đông. Chợ gần. Vậy anh ở nhà nè, anh ở đâu anh cũng có chợ chứ. Chứ đâu phải mình gần chợ đâu. Xe vô không ta? Cái xe đậu giống kìa. Hả? Có xe đậu giống không? Hai mình đậu ngoài. Có đường xe vô nè. Có lằn lằn xe nè. Bắc Kinh ở đây nè. Ok. Chùa bên đây cũng lớn rồi mấy bạn. Chùa ở đây cũng giống như chùa Việt Nam. Đây là một chùa Việt Nam rồi. Đi vòng vòng đây để mình coi lại.
cái mùa dịch này à, mẹ chưa có mở cửa, chùa cũng chưa có mở cửa. Cái đây là mình nghĩ là trong chính điện quá bạn, mà bây giờ chùa chưa mở cửa bởi không biết thấy là mở cửa. Giờ mình đi qua đây coi, qua cái bên nhà. Khoái quá các bạn ơi, mình đi ra ngoài cổ nhà thì khoái quá trời luôn. Nó thoải mái, nó thấy sung sướng như thế nào, giống như là người mình nó tỉnh táo á. Giờ mình tỉnh lại. Ok con. Giờ này có 7 giờ mấy bạn. Giờ mà trời vậy nè mấy bạn. Có tiếng. Trời ơi bông đẹp quá. Ôi dao. Bên đây cái chỗ nào cũng có bông mấy bạn. Chỗ nào người ta cũng trồng bông. Thơm cực kỳ thơm luôn. Bông cực kỳ thơm luôn, cái bông gì ta? Đây là bông. Khó, không có. Bông Việt Nam không có. Nãy con có thấy đồng tiền đâu nữa. Ừ, có. Em chơi nha. Để đằng ngon. Ờ. Nó phải. Nghe mẹ Ba Ngâm á. Nghe chỗ mẹ Ba Ngâm á hả? Ừ. Cho con bỏ tiền thôi. Đi chơi trong mùa dịch hả? Ủa, hôm nay tháng 5 à? Cũng có người ta vô, người ta khách nhà, người ta không biết đi ra. Dưới. Cái này á, mấy bạn, cái đường này là đường để người ta đậu xe mấy bạn. Nếu nghỉ hết dịch thì đông lắm. Trong này cũng có gì để quay mấy bạn. Thôi mình kết thúc để mà ông xã chở đi vòng dọc phố rồi. Chứ giờ trong chùa này chưa có mở cửa mấy bạn, đúng không? Chưa có mở cửa, tưởng bữa nay ngày 29 tháng 4 là sẽ mở cửa mà chưa có thể mở cửa. Thôi mình cũng tạm dừng ở đây nha mấy bạn yêu. Các bạn hãy thương mình, cho mình một like và một subscribe. Rồi cho mình các bạn nhớ đăng ký mình nha. Để mai mốt mình có đi đến đâu mình quay cho mấy bạn coi ở bên đây. Mai mốt mình đi nhà thờ, mình muốn quay nhà thờ. Rồi mình đi chùa nào mình sẽ quay cho mấy bạn coi chùa nấy. Rồi mình đi chợ mình sẽ quay cho chợ. Mai mốt đi quay tâm linh mình sẽ quay. Mình sẽ quay cho mấy bạn coi. Đó bây giờ thôi mình xin kết thúc ở đây. Cảm ơn mấy bạn nhiều, cảm ơn gia đình nhiều nha. Hôn mấy bạn nhiều.
Rồi.